Trước đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã tăng cường kiểm tra tại các bến xe lớn của thủ đô. Lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng thuộc Công an thành phố, tổ chức phân luồng chống ùn tắc giao thông và kết hợp với kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông tại 112 vị trí là điểm nóng về ùn tắc, phức tạp về tình hình trật tự giao thông trên các tuyến đường, khu vực bến xe khách. Đội Thanh tra Giao thông Vận tải Đường bộ thực hiện theo kế hoạch thì đã thanh tra, kiểm tra và xử lý trên các tuyến đường Phạm Hùng và các tuyến đường xung quanh bến xe Mỹ Đình được phân công. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng có phối hợp với các cơ quan chức năng như là đội 6, công an phường Mỹ Đình 2 và phòng cảnh sát trật tự PC06 của Công an thành phố Hà Nội để làm sao mà đảm bảo an toàn giao thông nhất trong khu vực mà được phân công. Theo đại diện bến xe Mỹ Đình, thời điểm đông khách nhất của ngày cuối kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rơi vào chiều tối ngày mùng 1 tháng 5 và sáng ngày mùng 2 tháng 5. So với ngày thường, lượng khách đổ về bến tăng khoảng gấp 2 lần. Để đáp ứng nhu cầu trong những ngày trong và sau nghỉ lễ, bến xe đã làm thủ tục xuất bến cho gần 1.000 lượt xe mỗi ngày, trong đó đã huy động hơn 100 xe tăng cường để phục vụ nhu cầu hành khách. Công ty cam kết là sẽ không tăng giá vé và chở đúng số người quy định. Công ty sẽ bổ sung tất cả anh em nhân lực và sẽ phục vụ khách đến nơi đến chốn để đảm bảo cho khách đi lại. Tôi sử dụng dịch vụ của xe này bởi vì là họ có phong cách phục vụ tốt và có các dịch vụ đi kèm như là phòng chờ VIP và đưa đón tại nhà. Tôi thấy dịch vụ này sử dụng rất là tiện lợi, ra bến là có thể đặt vé luôn. Còn các xe thường 30 phút là có một chuyến một lần. Tôi cũng có sử dụng nhiều dịch vụ di chuyển như là máy bay hoặc là tàu hỏa. Nhưng mà tôi thấy là sử dụng dịch vụ xe nhanh này rất là tiện lợi và cũng khá an toàn. Còn sáng nay, ngày đầu tiên sau dịp nghỉ lễ, vẫn còn khá đông người dân trở về thành phố, khiến các bến xe Hà Nội đông đúc và ùn ứ ở khu vực cổng ra. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm đã phục vụ hơn 100.000 lượt hành khách với khoảng 6.500 lượt xe. Bến cũng đã họp với các lực lượng chức năng, ví dụ như là Công an phường Mỹ Đình 2, các đội trật tự của Công an, của quận, cũng như là Thanh tra Giao thông, Công an Giao thông đội 6 để mà đảm bảo an ninh trật tự ở trong cũng như ngoài bến một cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc với bên công an phường để đảm bảo cái vấn đề mà tránh những chuyện mà cò vạc cũng như hàng rong ở trong bến. Tại bến xe Mỹ Đình, các tuyến xe từ Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ liên tục nối đuôi nhau chở khách về bến. Dọc đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, lượng phương tiện đông đúc và khi đến các ngã tư đèn đỏ bị ùn ứ cục bộ. Để đảm bảo giao thông đón luồng phương tiện từ các tỉnh về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông ứng trực 100% quân số, chốt trực tại các tuyến giao thông cửa ngõ thủ đô và sẽ duy trì cho đến hết cao điểm.